Hello anh em, đây là mình đây, mình là Minh Khang đến từ Coi 68. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho anh em một bài dự thi do một cuộc thi do Coi 68 đang tổ chức, đó chính là Trader kể chuyện ha. Thì bài dự thi này là đã qua vòng 2 rồi. Thì hôm nay mình sẽ thuyết minh cái bài dự thi này của một bạn để cho anh em có thể có những cái trải nghiệm cùng mình trong cái bài dự thi này. Cùng thêm vào đó là chúng ta sẽ có những cái đánh giá nó khách quan nhất để mình lựa chọn ra người chiến thắng trong cái cuộc thi vòng 2 này nha anh em. Ok, vậy thì mình sẽ không có để cho anh em đợi lâu nữa mà mình sẽ đi vào để mình có thể kể một cái câu chuyện này. Thì mình cảm thấy cái câu chuyện này như là một cái câu chuyện nó rất là thật và hoàn toàn không có hư cấu nha. Vì thế nên trong cái lúc mà mình thuyết minh nên đôi lúc nó hơi cảm xúc một tí nên anh em có thể bỏ qua cho mình. Mặc dù đây không phải là cái bài viết của mình đó mà của một bạn đã chiến thắng qua vòng 1 rồi. Và mình sẽ thuyết minh cái câu chuyện này ha. Thì bài này là bài của bạn Bùi Xuân Phú nha anh em. Ok, mình sẽ bắt đầu ngay thôi. Hành trình tìm kiếm sự tự do. Sinh ra tại một vùng quê nghèo ven biển miền Trung, tôi lớn lên cùng với những cánh buồm, con diều bay trong gió biển, những lần chơi đùa cùng lũ bạn bên bãi cát trắng, buổi chiều hè tắm biển tắm sông. Trong ký ức của tôi luôn lưu giữ hình ảnh những buổi bình minh về biển, những ngày chạy trên cát rát bỏng cả đôi chân. Tuổi thơ của tôi trôi qua êm đềm một cách như thế đấy. Mẹ tôi là một cô thử thư cần mẫn tại thư viện của một trường tiểu học trong làng. Nhờ mẹ nên tôi mới có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều sách hay và rèn được thói quen đọc sách ngay từ khi còn rất nhỏ. Ban đầu, những cuốn truyện tranh như Trạng Quỳnh, Thần Đồng Đất Việt, dần dần đến những cuốn tiểu thuyết, sách về các nghiên cứu khoa học, kỹ năng giao tiếp, tâm lý học và rất nhiều đầu sách hay khác. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày mà tôi cầm trong tay cuốn Cha giàu cha nghèo của tác giả Robert Kiyosaki. Nó thực sự đã mở ra trong tôi cái nhìn mới về quản lý tài chính và đầu tư. Với một cậu bé lớn lên ở vùng nông thôn, ba mẹ tôi muốn tôi phải học thật giỏi để sau này có một công việc ổn định. Lĩnh vực tài chính đối với ba mẹ tôi mà nói thì đó là một câu chuyện rất xa xăm. Những khái niệm về cổ phiếu, chứng khoán dường như rất xa lạ với ba mẹ tôi, cũng như chính bản thân tôi lúc bấy giờ. Cuốn sách như thổi bừng lên trong tôi ngọn lửa làm giàu. Kể từ đó, tôi nung nấu trong mình ý chí trở thành một nhà đầu tư. Hoặc ít ra tôi muốn mình có một công việc rất ổn định, nằm bên phải, kim tứ đồ. Tại sao bạn tham gia vào lĩnh vực đầu tư tài chính? Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đều có những lý do rất khác nhau phải không? Riêng tôi là một người phóng khoáng, thích tự do, không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai cả. Lúc mới ra trường và bước chân vào công ty đầu tiên, tôi đã cảm thấy cuộc sống mình thiếu đi sự tự do đấy. Sáng lên văn phòng, chiều về ăn uống, tối lại nghỉ ngơi, sáng hôm sau lại đi làm. Mỗi ngày dường như lặp đi lặp lại với tôi một cách vô cùng nhàm chán. Nhìn dòng xe đực chạy ngược xuôi, mỗi khi ra đường, tôi liên tưởng đến việc chúng ta đang chạy đua trong một trò chơi mà mới đây đã được khắc họa ở trong một bộ phim phổ biến, đó chính là Squid Game. Và tôi tưởng tượng lại đó chính như là cuộc đời của mình vào thời điểm đấy vậy. Tình cờ thay, lúc tôi tìm kiếm được sự tự do trong công việc thì cũng là lúc cậu bạn thân của tôi, thời đại học, cũng đang nghiên cứu về lĩnh vực đầu tư tài chính, mà cụ thể lúc đấy là đầu tư Forex và Crypto. Khi nghe cậu bạn giải thích về hai thị trường đầy màu mỡ này, tôi đã biết đây chính là thứ mình tìm kiếm bấy lâu nay. Một công việc kiếm tiền không giới hạn, lại tự do về thời gian nữa, và không gian làm việc quả là một điều hết sức tuyệt vời đối với tôi. Như nhiều người khác, tôi cũng lân la trên mạng để đọc, để xem những kênh YouTube về Forex, về Crypto. Tôi theo dõi các kênh YouTube nổi tiếng như Blockchain Dream, M4X, hoặc những cá nhân phổ biến vào thời điểm đó như Unreview Capital, Thuận Capital, vân vân, và cố gắng học tất cả những gì có thể từ những người đi trước, từ những kiến thức về phân tích cơ bản, về phân tích kỹ thuật, mô hình nến nhật, các chỉ báo, đọc các hành động giá đến các phương pháp quản trị cảm xúc, quản lý vốn trong mỗi giao dịch. Tôi cảm thấy mình cần phải học hỏi thêm nhiều nữa. Tôi đăng ký đến những khóa học online để có thể nghe được những kiến thức nâng cao từ các thầy. Sau một thời gian cần mẫn học tập, trong đầu tôi lại là một mớ kiến thức hỗn loạn, không hề có một trật tự nào cả về hệ thống. Và điều đặc biệt là rất khó áp dụng vào thị trường này. Tôi bắt đầu giao dịch trên một thị trường tiền tệ với đống kiến thức vô cùng hỗn độn và tâm lý của một người mới gia nhập. Tôi trải qua chuỗi ngày thua lỗ triền miên, những ngày mất mát niềm tin vào bản thân và hệ thống giao dịch của mình. Mỗi lần chơi là mỗi lần tôi phải đấu tranh với chính bản thân mình vậy. Vào lệnh xong thì tôi lại không hiểu tại sao mình lại vào lệnh đấy.
trải qua những lần cây cứu mỗi khi giá quét stop loss, xong thì quay đầu theo đúng hướng nhận định. Nhiều hôm thị trường có tin tức biến động mạnh, tôi thua lỗ đến 30% tài khoản, thật kinh khủng phải không? Tôi tham gia vào các nhóm Telegram kín, nhóm tín hiệu để vào lệnh theo các chuyên gia, một thuật ngữ dùng cho những người phải share kèo trong những group đấy. Khổ nổi, đây là phương pháp của người ta, tín hiệu của người ta, nhưng tâm lý tôi lại mang lại là của chính bản thân mình. Thua lỗ lặp đi lặp lại làm tôi nhiều lần vô cùng nản chí. Chỉ biết tự trách bản thân mình học hành chưa tới nơi tới chốn mà đã vội lao vào giao dịch rồi. Ngày cuối tuần là lúc tôi tập trung nhiều hơn cho thị trường crypto. Thực sự càng tìm hiểu tôi mới thấy mình càng nhỏ bé. Kiến thức của mình sao còn hạn hẹp quá vậy? Tôi bắt đầu làm quen với những thuật ngữ lạ lẫm như NFT, DeFi, Staking, Token, Airdrop, v.v. Tiền mã hóa là một thị trường có tính biến động cao, vì nên tôi chia 70% vốn để mua và nắm giữ một số đồng coin có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong tương lai, và chỉ để lại 30% để trade mà thôi. Học cách đánh giá một dự án blockchain, công nghệ về các đồng coin, các chiến lược đầu tư, phân tích dữ liệu on-chain, tâm lý đám đông, v.v. giúp tôi tự tin hơn trong các quyết định giao dịch của mình. Tôi luôn cho rằng thị trường crypto sẽ là tương lai của tài chính thế giới, và chúng ta chỉ đang ở trong giai đoạn đầu của siêu chu kỳ đó mà thôi. Nhớ lại, lúc còn học cấp 2, lúc đấy ai mà nghĩ được một ngày nào đó, việc thanh toán hóa đơn chỉ cần quẹt thẻ, ngồi nhà cũng có thể thanh toán đơn hàng ở bên kia bán cầu, hay rút tiền của một cái ATM đặt bên vỉa hè cơ chứ. Vậy nên, 10 hay 20 năm nữa, việc phổ biến các hình thức tài chính phi tập trung hay việc trao đổi mua bán thông qua mạng lưới blockchain cũng không phải là điều gì quá bất ngờ. Vì bạn biết không, thế giới thay đổi hàng ngày cơ mà. Cháy tài khoản là điều không thể tránh khỏi đối với đại đa số người mới tham gia thị trường này. Tôi cũng cháy tài khoản vài lần khi mới bắt đầu tham gia. Mất ít tiền thôi, nhưng nó đủ để tôi phải nhìn lại những phương pháp của mình. Một khi tôi cố gắng kiếm tiền từ trong thị trường, cũng là lúc có người muốn lấy tiền từ túi của tôi. Cháy tài khoản, hệt như tôi đã giơ tay đầu hàng vậy. Do đó, nên sau mỗi lần cháy, tôi luôn ngồi suy nghĩ tìm ra điểm sai trong phương pháp và tâm lý giao dịch của chính bản thân tôi. Sau hơn một năm vừa học, vừa giao dịch trên hai thị trường, dần dần tôi đã kiểm soát được cảm xúc, các phương pháp quản lý vốn tốt hơn và biết cách lên kế hoạch giao dịch rõ ràng và chi tiết. Tôi dần đọc hiểu được quy luật của thị trường, cũng như đọc hiểu tâm lý đám đông ẩn sau những đồ thị. Tôi nhận ra trong cuộc chơi này, ngoài đám đông, còn có các nhà đầu tư nhỏ lẻ, còn có những tổ chức tài chính đứng sau và sẵn sàng đưa tay hốt sạch những con cá con như chúng ta vào bẫy vậy. Chuyển động của những thanh nến không bao giờ là một sự ngẫu nhiên cả. Hơn hết, tôi nhận thức được phương pháp giao dịch không phải là điều cốt lõi. Thị trường hoàn toàn không có một chiến thắng cụ thể nào cả, càng không có phương pháp giao dịch nào đạt tỷ lệ thắng 100% đâu. Mấu chốt nằm ở tâm lý giao dịch, phương pháp quản trị vốn và khả năng phân tích, đọc hiểu tâm lý thị trường của mỗi người. Đằng sau những biểu đồ cứng nhắc là sự tham lam hay nỗi sợ của đám đông ngoài kia, là kỳ vọng của nhà đầu tư về thị trường đó. Đằng sau sự mông lung là bài toán xác suất thắng của mỗi lệnh mà chúng ta phải xác định được trước khi quyết định vào lệnh. Bên cạnh đó, phải có sự dứt khoát cắt lỗ khi đường giá không chạy như những định ban đầu của chúng ta. Vậy có phải bí mật nằm ở chính chúng ta hay không? Trong tiểu thuyết Nhà Giả Kim mà tôi đã từng đọc qua, cậu bé chăn cừu Santiago đi khắp nơi để tìm ra kho báu, bí thuật về thuật giả kim có thể luyện chì thành vàng. Cậu đã khát khao, cậu đã dũng cảm, đã đánh bại nỗi sợ để theo đuổi giấc mơ của chính mình. Cuối cùng, cậu tìm thấy kho báu ngay tại chính nơi mà cậu đã mơ thấy nó. Đôi khi, người ta phải mất cả một cuộc hành trình rất dài, vượt qua bao nguy hiểm nguy, vất vả chỉ để hiểu rằng hạnh phúc ở ngay dưới chân ta, mà nơi ta đã từng bước qua và đã từng trải nghiệm. Tôi rất tâm đắc câu nói của một người thầy. Mình thấy rất ít người muốn đi chậm ở thị trường tài chính, và điều đó làm phần lớn trong số họ thất bại. Tôi chỉ đơn giản lấy đó làm kim chỉ nam cho những hành động của chính mình. Tôi đi những bước đi thật chậm nhưng đầy vững chắc. Tôi nghiên cứu nguyên lý của thị trường thay vì FOMO lao vào mua bán. Tôi đặt cho mình những câu hỏi tại sao thay vì tôi phải làm điều đó như thế nào. Sau khi có được những tư duy như vậy, tôi hoàn toàn tự tin vào những lệnh của mình. Tôi cảm nhận thị trường thay vì cố gắng tìm đủ mọi cách để đánh bại thị trường. Tôi tham gia thị trường lúc ảm đạm và đứng ngoài những lúc có tin tức biến động mạnh.
tài khoản tăng trưởng chậm, nhưng tôi hoàn toàn hài lòng với điều đó. Việc giao dịch thực sự đơn giản, nhưng bạn biết không, mọi người hay làm nó phức tạp lên. Thế đấy, thời gian từ lúc bắt đầu tham gia thị trường tới bây giờ, đối với tôi, thật quá nhiều cảm xúc. Con đường trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp ở bên phải kim tứ đồ còn xa lắm. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Không có con đường nào dài quá đối với một kẻ bước đi thong thả, không vội vàng. Không có cái lợi nào xa xôi quá đối với những kẻ kiên nhẫn làm việc. Qua câu chuyện của mình, tôi muốn gửi gắm đến những người anh em, những trader đồng nghiệp ngoài kia rằng hãy trau dồi kiến thức, rèn luyện tâm lý vững vàng và có kế hoạch giao dịch thật cụ thể. Và hãy chắc chắn rằng mình luôn bám sát nó. Bám sát theo kế hoạch của bạn, bám sát theo những lệnh giao dịch của bạn. Câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng có mấy ai làm được đâu. Thị trường luôn cho chúng ta cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm. Và cơ hội đó được gọi là ngày mai. Vậy nên hãy cứ cố gắng thôi. Vì đủ hoa nắng sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đông đầy. Đó là những chia sẻ của tôi, Bùi Xuân Phú, được viết vào tháng 10 năm 2021. Và đây là bài viết mình vừa thuyết minh cho các bạn. Và hy vọng qua bài viết này các bạn cũng sẽ nhận được những giá trị tích cực từ những lời chia sẻ của bạn Phú. Và các bạn hãy đừng quên hãy chọn ra cho mình những bài viết hay nhất trong cái vòng 2 cuộc thi này, để bên phía ban tổ chức Con Số 8 có thể chọn ra bài viết đạt giải, cũng giống như là xem như là đó là một cái nguồn cảm hứng to lớn để có thể mà truyền cảm hứng rộng hơn nữa đến với những anh em trader, những anh em đã tham gia vào thị trường nha. Một lần nữa mình xin cảm ơn anh em đã lắng nghe câu chuyện của bạn Phú thông qua cái lời thuyết minh của mình. Xin cảm ơn anh em.